chứ anh em dùng gia đình. Con này thì tùy anh em thôi, nếu anh em có điều kiện ha, điều kiện kinh tế tốt thì mua con này về dùng gia đình cũng rất là ok, không sao hết. Nhưng mà thì theo Thiện thấy thì hồi giờ Thiện bán như cho anh em thì chủ yếu đa số ha, 90% là đại đa số là anh em mua về để khai thác. Ok, xin chào tất cả anh em ha, chào mừng toàn thể anh em đến với Thiện Văn Gia Lai nha. Thì chúc mừng anh em ơi, Thiện đang có một con cưa súp Xtin MX382, con này thì Thiện chốt cho anh Khương ở Bình Phước nha anh em. Thì như anh em đã biết thì con Xtin MX382 này thì nó là một hàng chính hãng và cũng khá là phổ thông ở Việt Nam mình. Ngày xưa thì anh em biết là ở miền Nam thì anh em dùng Xtin nhiều hơn, miền Bắc thì anh em dùng Honda nhiều hơn. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì anh em thấy là cái lượng hàng hóa mà mua bán trao đổi qua online thì rất là phát triển, nên hiện tại ở miền Nam anh em dùng Honda cũng rất là nhiều, mà miền Bắc thì dùng Xtin cũng không có ít anh em ha. Và con Xtin MX382 này thực tế ra thì nó công suất của nó thì lại lớn hơn con Honda 365 của Honda nha anh em. Nhiều anh em cứ hình dung là kiểu như hai con nó xem giá nên anh em tưởng nó là công suất nó cũng xem nhau, nhưng thực tế là con MX382 này công suất lớn hơn nha. Con Honda 365 thì nó chỉ có bít tông là 48 ly và dung tích xi lanh nó 65cc thôi. Còn này là dung tích xi lanh của nó là 52 ly anh em. Và bít tông của nó 52 ly và dung tích xi lanh của nó là 72cc lận. Nó khỏe hơn con Honda 365 nha. Và đặc biệt con MX382 này thì nó dùng hai lá bạc anh em ha. Nên khi anh em vào tả thì cái độ lì của nó rất là ổn định nha ha. Và giật nó hơi rất là căng ha. Giờ mở đây là găng đi để chúng ta xem kỹ hơn một xíu để tham khảo về con mẫu con này, con MX382 này nha anh em. Con MX382 này thì anh em biết công suất của nó khá là lớn nên nó phù hợp cho những anh em đi gọi là đi khai thác anh em, đi khai thác và đi làm chuyên nghiệp, chứ anh em dùng gia đình. Con này thì tùy anh em thôi, nếu anh em có điều kiện ha, điều kiện kinh tế tốt thì mua con này về dùng gia đình cũng rất là ok, không sao hết. Nhưng mà theo Thiện thấy thì hồi giờ Thiện bán như cho anh em thì chủ yếu đa số ha, 90% là đại đa số là anh em mua về để khai thác ha, cắt cao su, bạch đằng, rồi đi đốn hạ cây này nọ, nói chung là anh em làm chuyên nghiệp ha. Con này thì công suất nó rất là lớn nên anh em làm chuyên nghiệp là thoải mái nha. Anh khách này thì anh mua chung với lại cái lam xích là 6 tấc nha anh em, lam Brazil nha. Bữa nay nó dơ về nhà máy với Brazil hết rồi anh em kiếm lam Đức mà hiện tại thì hơi khó đó, chỉ có như là ngày xưa thôi ha. Còn về con cưa này thì nó là một con cưa chuyên nghiệp khai thác lớn nên những cái linh kiện cho nó thì hầu hết là tối ưu hóa rồi anh em, không cần phải kiểu như nâng cấp như con 382, con 250. Con 250 thì máy cưa nó nhỏ, máy dùng gia đình anh em, nên chén là chén khế, rồi một chó, rồi tay nắm đực là tay giúp thường ha. Nên con này thì nó lên cho anh em là gọi là full option rồi, không cần nâng cấp gì nữa ha. Có cả cái xà ép để anh em giật nó nhẹ hơn ha. Và tay nắm giật thì vẫn là tay giúp đàn hồi nha anh em. Đó, tay nắm giật này thì dây nó 3 ly và thường lắp, thì thường lấy cái dây này lắp cho con cưa MX350 đó, Xtin MX350 đó. Ha, sorry, nói thì đây nha anh em. Đây, 529694 ha, made in Brazil nha. Đây nó có một cái số sorry ở đây nữa này anh em. 529694 nha. Nó kiểu như là nó dập rồi, nó dập trên lóc luôn ha. Đó, chiến đồng tiền rồi nha. Đây còn phụ kiện theo nó là lắp mang cá. Mang cá thì thiếu máy rồi, có năm bao lam nè. À, anh em mua cái lam bao nhiêu, cái lam á thì tùy anh em lựa chọn, lam 5, lam 6, lam 7, lam 8 thì tùy anh em lựa chọn, nhưng mà cái bao lam này thì nó là đi theo máy, nó là đi theo cái máy anh em. Nên khi anh em chọn lam mà dài quá thì lắp vô thì nó sẽ thừa nha anh em. Đây, chẳng hạn cái máy ở đây thì nó sẽ thừa khúc dài. Nhưng mà cái lam này, cái bao lam này thì bao lam theo máy rồi. Có nhiều anh em nhận về nên kêu ủa sao không anh mua lam 8 mà cho anh cái bao lam ngắn vậy. Thực tế là cái bao lam nó một cỡ như thế này thôi anh em. À, nó chỉ bảo vệ cái đầu thôi. À, chứ không phải là anh em mua lam 8 mà có cái lam già hết cái kệ cái lam cho anh em đâu nha. Bởi vì cái bao lam mà đi theo cái máy nha anh em. Ha. À, xích này, ha, à, xích và một cái túi đồ nghề. Rồi. Còn hàng thì anh em mua bên Thiện thì anh em yên tâm nha, chính hãng 100%. Phát hiện giá rẻ thì tặng luôn con máy, không cần tiền ha. À, nói vậy cho nó nhanh anh em. Nếu nhiều anh em cứ mua hàng mà cứ sợ bên Thiện mấy hàng nhái thì hồi giờ thì không mấy hàng nhái đâu, anh em yên tâm nha. Rồi. Xtin MX382, còn giá cả thì tùy theo thời điểm, tùy theo anh em mua đầu không hay là lam xích dài ngắn khác nhau nên giá nó sẽ khác nhau. Nó sẽ loanh quanh từ khoảng 11, hiện tại nó sẽ loanh quanh từ khoảng 11 triệu rưỡi đến 12 triệu tùy anh em dùng lam dài ngắn khác nhau nha anh em. Và tùy thời điểm nữa nha. Chứ nhiều anh em ví dụ 5 năm sau anh em mua, anh em xem cái video này và anh em bắt bán giá như năm nay thì có khi nó lại khác. Nhiều khi nó giảm và nhiều khi nó tăng, và đại đa số là nó sẽ tăng nha anh em. Ha, anh em nào quan tâm về con Xtin MX382 này thì tự liên hệ với số điện thoại dưới góc màn hình Thiện. Hoặc để là số điện thoại ở dưới phần bình luận thì sẽ được trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về mẫu này để đưa thông tin nha. Anh em xem video em bấm đăng ký kênh và thông báo để mỗi lần mà Thiện ra video mới thì biết và xem thông tin nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em xem video và cả anh em video nha.